Và bên cánh phải là bây giờ là viện bảo tàng rồi nè, nơi bảo tàng của di tích chiến tranh, những chiếc máy bay, những chiếc trực thăng ở đây. Và nếu có dịp đến Sài Gòn mình cũng tham quan chơi cho vui nha. Mình đến ngôi trường rồi nè, dọc bên hông mặt đường Gia Long nè, vẫn như kiến trúc của ngày xưa ha, với những cái cửa sổ xanh xanh, rồi với những cái lam cửa, những cái tấm chắn của cửa sổ nè. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là trước cổng dinh Norodom ngày xưa, và ngày nay đó là dinh Độc Lập, và nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công Lý ngày xưa. Và theo trục đường Công Lý này, theo hướng một chiều từ sân bay đổ về nè. Và ngày hôm nay nhân một cái bữa dẫn bạn nào nhỏ đi chơi ở khu nhà thờ Đức Bà này, và bạn nào nhỏ đang chơi với này rồi, thì em dẫn bà con mình chúng ta cùng lang thang dạo bước trên cung đường Công Lý, rồi qua đường Gia Long để đến một ngôi trường có lẽ ngày xưa gắn liền với tuổi thơ của chú anh chị. Ngôi trường đó là trường La Santa Pea, ngôi trường rất nổi tiếng về việc đào tạo nhắc nhân tài ngày xưa đó. Chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ đường Công Lý ngày xưa và đại lộ Lê Duẩn ngày đại lộ Thống Nhất ngày xưa, và cũng là Lê Duẩn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay đó ha. Và nơi đây có một cái công viên rất là lớn, cái công viên với rất nhiều hàng cây rất lớn ở đây. Rất cây, những hàng cây này có tuổi đời cả trăm năm đó. Và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đến đường Gia Long. Chúng ta đang trên trục đường Công Lý nè, đứng bên trước cửa dinh Norodom đó. Cái dinh này ngày nay là một cái nơi tham quan của các du khách ở các phương xa khi mà có dịp đến Sài Gòn. Nơi đây cũng là một trong những cái di tích mà có lẽ các tour du lịch nào cũng dẫn khách vô đây hết nè. Một cái vé để vô cái dinh Norodom này, dinh Độc Lập này, hình như là ngày xưa em đi một lần thì có khoảng 30.000, ngày nay chắc lẽ lên giá khoảng từ 50.000 là chích vé ở khu vực này, soát vé nè. Và trong đó thì có những cái vô những cái nơi mà ngày xưa Tổng thống Ngô Đình Diệm làm việc đó. Và đây là đường Hàn Thuyên, một cái con đường rất là ngắn ở Sài Gòn, và cuối đường này đó là nhà thờ Đức Bà. Và song song với đường này thì cũng có một con đường cũng rất ngắn, đó là đường Alexander Road, nằm cặp bên công viên luôn. Bên trái là Hàn Thuyên, bên phải là Alexander Road hướng về dinh Norodom. Và chúng ta tiếp tục đi trên đường Công Lý ngày xưa, cũng là Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay. Ở đây có một cái nhà hàng cũng rất là nổi tiếng, đó là nhà hàng Quán Ngon. Quán Ngon này không biết ngày nay thì nó còn hay không, nhưng mà ngay vị trí này Quán Ngon 138 138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, với kiến trúc là những cây cột cây nhìn rất là cổ kính. Và kế bên thì có những cái nhà xưa, nhưng mà ngày nay thì bỏ trống rồi, rào lại luôn rồi. Và Sài Gòn bây giờ là
5 giờ rưỡi hơn rồi. Và trời rất là mau tối nha. Gặp hôm nay trời chuyển mưa nữa, nên thành ra trời tối rất là sớm. Và cái ngôi trường này có một cái cổng nằm bên đường Nguyễn Du, số 53 Nguyễn Du, và có một cổng nằm bên đường Gia Long nữa. Thì hôm bữa chúng ta xem bên cổng Nguyễn Du rồi ha. Hôm nay mình sẽ xem bên cổng Gia Long xem như thế nào. Và ngôi trường này ngày nay cũng là một trong những ngôi trường có tiếng ở Sài Gòn về việc học giỏi. Rồi, chúng ta vừa qua giao lộ Nguyễn Du đó. Mình đi tới một tí thì có một cái tòa án Pháp Đình. Pháp Đình lớn nhất ở Sài Gòn. Chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của ngày xưa nè. Bây giờ vẫn còn một công trình rất là quy mô hoành tráng. Có lẽ cái này có từ thời đại nhất Cộng Hòa nè, một thời Pháp tới bây giờ luôn. Và ở đây chúng ta thấy có một cái công viên, đó là công viên cây đa. Ở đây có cây đa rất là lớn. Buổi trưa có những hàng quán ăn vặt ở trong cái công viên này nè. Nếu cô chú anh chị có dịp đến Sài Gòn thì chúng ta có ăn trưa thì mình ra đây cũng được. Chúng ta có mặt ở đây là giao lộ Công Lý và Gia Long ngày xưa, và cũng là Nam Khởi Nghĩa và Lý Tự Trọng ngày nay. Đi thẳng hướng này mình sẽ ra chợ Bến Thành. Ở đây có một cái dốc, giống như là xuống chợ Bến Thành là một cái dốc vậy đó. Ở trên đây là cao, ở kia là thấp. Và Nguyễn Du là đường một chiều hả? Ủa, Công Lý là đường một chiều, Gia Long là đường một chiều. Theo một chiều này chúng ta sẽ đến trường Ta Be. Và ngày hôm nay mời cô chú anh chị chúng ta cùng lang thang nhìn lại Sài Gòn một buổi chiều mát mẻ. Khu công viên cây đa này có cây đa rất là lớn. Cây này nè, do tối quá nên mình nhìn thấy không rõ, bà con thông cảm ha. Sài Gòn bây giờ mau tối quá. Và bên cánh phải là bây giờ là viện bảo tàng rồi nè, nơi bảo tàng của di tích chiến tranh, những chiếc máy bay, những chiếc trực thăng ở đây. Và nếu có dịp đến Sài Gòn mình cũng tham quan chơi cho vui nha. Và hôm nay chúng ta xem video này giống như là mình đang ở Sài Gòn vậy đó. Mình đang đi dạo nè. Một ngày rất là nhiều chương trình của Vinh Lâm TV. Đó là sáng đi chợ, dẫn bạn đầu nhỏ đi ăn sáng, rồi dẫn bà con đi cầu kho, rồi chiều đi qua quận 8, Bến Bình Đông để thăm người anh, anh lâu quá không có gặp, để xem hôm bữa nước nôi ngập quá trời không biết giờ thế nào. Rồi sẵn đó dẫn bà con đi chơi luôn. Và bây giờ tiếp tục lang thang với bà con ở khu vực Bạch Tờ, Gia Long. Và mình đi một đoạn nữa sẽ đến trường nè, theo
Đường này là xe đổ về từ chợ Cầu Móng đó, chợ Cầu Móng năm xưa đó, và bây giờ là đường Võ Văn Kiệt đó, hướng một chiều master thẳng về xa cả ôm thẳng về sân bay Tân Sơn Nhất. Để nói riết rồi lộn xộn lên mà còn thông cảm nữa. Mình để đèn xanh qua đường, nhưng mà ở đây xe được quẹo trái nên ra cái lối đi của mình nó bị không qua được. Rồi đèn đỏ luôn. Đó, giao thông ở Sài Gòn là phức tạp vậy nè. Xe đổ về từ đường Gia Long sẽ quẹo trái qua cái đường Bát Tơ. Rồi khi mà hết xe đó thì chúng ta cũng không qua được luôn. Tại vì cái luồng xe kia trên đường Bát Tơ lại chạy rồi. Nên thành ra giao thông ở Sài Gòn là một cái gì đó rất là phức tạp. Ngay cả việc học luật cũng như thế. Học luật thì trong trường dạy một kiểu và thực tế ở ngoài đường là một kiểu ha. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Qua để đứng một hồi nữa là không qua được luôn. Xe cứ quẹo trái vậy đó. Nè, để mình xem cho bà con xem ha, hình ảnh này. Đó, và xe quẹo trái. Nếu mà ngay luồng xe quẹo trái hoài thì mình sẽ không qua được. Nên thời đó chúng ta phải đứng đợi. Đó, quẹo trái. Và xe ở đây không có nhường cho người đi bộ. Nên thành ra mình thấy trống là mình phải chạy thôi. Và ở đây là 63 Lý Tự Trọng nè, không biết ngày xưa là công trình gì, nhưng mà cơ quan gì, nhưng mà ngày nay thì đó là sở giao thông vận tải, rồi sở tài nguyên môi trường ở đoạn này. Và cái đoạn này có cái danh trại quân đội. Đi lại đấy. Danh trại quân đội nằm ở bên tay trái nè, số 40 rồi khu vực này. Nhà hàng Thái Villa. Villa Restaurant. Và đây có cái danh trại quân đội nè. Đây giống như cái nhĩ chung cư gì đó. Nhà giống nhau không à. Kế đến thì Viện Khoa học và Xã hội. Rồi, chúng ta đi tới tí nữa, sắp đến cổng trường rồi. Và đây là giao lộ của Lý Tự Trọng và Nam Kiệt Khởi Nghĩa, Hồ Đồng Khởi. Đường tự do ngày xưa đó. Và ngay giao lộ này chúng ta thấy có một cái mo rất là lớn của ông trùm Việt Nam, đó là Vincom Center. Mo rất là cao này của tập đoàn Vincom. Và bên kia thì có Parkson.
Đi thẳng hướng này mình sẽ ra rất là nhiều khách sạn 5 sao và phố đi bộ Nguyễn Huệ nè ha. Và chúng ta chờ đèn xanh, mình sẽ qua đường để mình ngắm lại cung đường Gia Long và cổng trường Ta Be ngày nay. Đó, nếu mà đi bộ thẳng hướng này mình sẽ ra nhà thờ Đức Bà nè. Đi thẳng đây một vòng qua lại rồi em rước bạn đồng nhỏ luôn. Và đây có một cái nhà rất là xưa rồi nè, như là cái chung cư á. Ở khu này không hiểu sao có rất là nhiều nhà giống giống nè, không biết ngày xưa là cơ quan gì hay là chung cư nữa. Nhà rất là kiên cố. Bây giờ đó là cái gallery tranh nghệ thuật, rồi rất là nhiều cái cửa hàng ở trong cái cụm này, quán cà phê rồi rất là nhiều luôn. Và ở trước cái khu vực này có rất là nhiều hàng quán ăn vặt, thấy là bánh bông lan nướng nè, bánh bông lan, bánh chuối nướng. Ở đây cũng có cái bãi xe nữa. Ồ, này bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn rồi bánh ống rồi bánh lỗ tai heo. Rất là nhiều ha. Các chị các bạn đi chơi mà đi bộ qua khu vực này, mình có thể gửi xe đây hoặc là gửi xe ở Vincom. Rồi mình sẽ đi dạo một vòng ở đây. Rồi khám phá ở khu vực này. Rồi chúng ta đi tới tí nữa ha. Ở đây thì có cái cổng. Cổng gửi xe trong chung cư. Mình lại nhìn lại cái chung cư nè. Khu căn hộ rất là nhiều. Và mình đến ngôi trường rồi nè. Dọc bên hông mặt đường Gia Long nè. Vẫn như kiến trúc của ngày xưa ha. Với những cái cửa sổ xanh xanh. Rồi với những cái lam cửa, những cái tấm chắn của cửa sổ nè. Và ngày xưa trường Ta Be này cũng có ở nhiều tỉnh như là Mỹ Tho rồi Vũng Tàu theo dòng họ La San, theo họ Thánh La San đó. Trường với cổng rất là kiên cố. Trường bây giờ có tên là Trần Đại Nghĩa. Ở trong đây thì có cái sân rất là rộng, rất là lớn, nhưng mà ngày nay đóng cửa rồi và cái cửa cũng che kính nữa, nên thành ra chúng ta không có xem được bên trong. Không hiểu sao người ta lại che kính như vậy. Một ngôi trường có bề dày kiến trúc, bề dày lịch sử, nơi đào tạo của rất là nhiều thế hệ nhân tài ở thời xưa lẫn thời nay. Và bây giờ mình chỉ có ở ngoài mình nhìn vào thôi, nhìn bên ngoài thôi, chứ không có nhìn bên trong được. Một vài hình ảnh
ở ngôi trường xưa gửi cô chú anh chị và các bạn. Nhờ buổi chiều mát mẻ, bọn ta nhìn bên đường có một cái có những căn nhà theo kiểu xưa nè, không biết ngày xưa là cơ quan gì nữa ha, và ngày nay thì thấy để trống rồi, để không rồi, không có hoạt động nữa. Có một ô nhỏ nhỏ buổi sáng em thấy bán giấy cạc tông để đóng thùng, và buổi tối em thấy có bánh mì Tấn Phát ngay góc này nè, bánh mì Tấn Phát ngay góc Gia Long và Hai Bà Trưng đối diện ngôi trường Ta Be, ngôi trường Trần Đại Nghĩa. Và thẳng hướng kia là khu Đồn Đất, bệnh viện Đồn Đất, bệnh viện RAN, và bây giờ đó là bệnh viện Nhi Đồng. Qua đây là đường Hai Bà Trưng rồi, giao lộ Hai Bà Trưng và Lý Tự Trọng. Một số hình ảnh về cung đường Gia Long, Pháp Tơ, Gia Long rồi Công Lý gửi của chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại trong những video tiếp theo ha.